Hello, chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một vấn đề rất là đặc biệt mà mình nghĩ là rất là nhiều người quan tâm. Đó là một tháng chi phí sinh hoạt ở bên Nhật, và nhất là những vùng quê thì nó sẽ tốn khoảng bao nhiêu tiền. Mình xin giới thiệu sơ qua một xíu, đó là mình hiện đang sinh sống và làm việc tại vùng phía Nam Kyushu của Nhật Bản. Mình sống ở một nơi khá là nông thôn, nên thành ra là mình sẽ giới thiệu chi tiết nhất và thực tế nhất những cái khoản tiền, những chi phí mà mình phải chi trả. Mình sống một mình và có sử dụng xe ô tô, nên là nếu mà bạn nào đang có nhu cầu chuyển việc hoặc là đang có nhu cầu tìm tới những cái vùng quê này mà sống á, thì các bạn thử tham khảo nha. Và ở cuối clip mình sẽ chia sẻ về cái cách quản lý, cái cách chi tiêu của mình nữa, nên thành ra là các bạn nếu mà có hứng thú thì hãy xem đến hết clip. Nếu các bạn cảm thấy thích đó, thì các bạn hãy ấn like, ấn share và nhấn subscribe giùm mình nha. Cảm ơn các bạn. Khi mà mình quyết định chuyển về vùng quê sống như thế này á, thì mình cũng nghĩ chi phí sinh hoạt nó sẽ đỡ đắt đỏ hơn, đỡ tốn kém hơn. Nhưng mà thực tế á, thì mình thấy là nó cũng không có quá nhiều thay đổi gì đâu mọi người ạ. Và nhiều khi nó còn tốn kém hơn một chút. Nó có mặt tốt và cũng có mặt không được tốt lắm. Nên là ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái mà mình cảm nhận khi mà thực tế mình sống và làm việc đã được hơn một năm tại đây rồi. Rồi, và mình sẽ đi vào chuyên mục chính ngày hôm nay. Đó là những cái khoản tiền mà một tháng mình phải chi trả bao nhiêu tiền. Và mình sẽ để luôn cái phần số tiền như thế nào, mình sẽ để cho các bạn tham khảo luôn nha. Mình sẽ nêu số tiền trước và mình sẽ chia sẻ những thông tin sau nha. Tiền nhà của mình đó, 557 yên một tháng. Rồi, tiền... mình có ghi sẵn ở đây nha, nhưng mà mình chia sẻ cho các bạn nó dễ á, tại vì cũng không thể nào nhớ hết là mình đã chi trả bao nhiêu, tại đầu óc mình hay quên lắm các bạn. Tiền nhà là 557 yên, tính ra tiền Việt Nam thì khoảng là 10 triệu. Tiền điện nè, wifi cầm tay, tại vì mình sử dụng cái gói gọi là gộp chung cả tiền điện và tiền wifi cầm tay á, thì tháng vừa rồi mình trả là 8.906 yên, thì suy ra tiền Việt khoảng 1.600.000. Nhưng các bạn thấy là đợt vừa rồi tiền điện hay tiền gas của Nhật nó tăng lên rất là cao, nên là mình thấy là khá là sót. Còn bình thường thực tế của mình đóng từ 6 đến 7 sen. Tiền gas các bạn, tiền gas rất là đau xót luôn á. Không biết chỗ các bạn tăng lên bao nhiêu, nhưng mà chỗ mình sống một mình mà tiền gas là 9 sen 9. Đây, số tiền nó đây các bạn. Tiền nước thì hầu như là nó không thay đổi gì nhiều lắm. Lúc nào, hầu như tháng nào mình cũng đóng 2 sen 190 yên là khoảng 400 ngàn đó. Cái tiền nước ở đây á, mình thấy mắc hơn cái chỗ cũ mình ở. Hồi trước mình ở trên kia thì nó sẽ rẻ hơn một xíu, là nó đóng 2 tháng một lần, nhưng ở đây là cứ tháng nào cũng đều đặn 2 sen mấy luôn các bạn. Điện thoại thì ở đây á, tháng vừa rồi mình chỉ trả 819 yên mà thôi, nhưng mà thực ra dao động khoảng từ 1 đến 2 sen ha. Và tiền ăn của mình á, khoảng 1 man rưỡi đến 2 man. Thì không biết là các bạn sống một mình thì các bạn chi tiền ăn như thế nào, nhưng mà hầu như là đa số là tháng nào của mình cũng từ 1 man rưỡi đến 2 man. Tiền giao lưu, ăn uống gì đấy ở bên ngoài thì một tháng mình thường là chi thêm 1 man nữa. Nhưng mà có tháng mình không chi và có tháng mình chi, thì nói chung là mình cũng cho vào đây để cho các bạn tham khảo thêm. Còn đối với tiền mỹ phẩm hay là tiền quần áo á, là con gái thì gọi là thích mua khi nào là mua, còn mỹ phẩm thì là khi nào hết thì mới mua, nên thành ra là mình không tính vào tiền cố định ở trong này. Và có một cái là mình sử dụng xe ô tô, nên thành ra là chi phí của mình nó còn thêm một số khoản như sau. Ví dụ như là tiền xăng, nếu mà mình không đi đâu hết á, thì mình một tháng mình xài khoảng 6 sen tiền xăng, 5-6 sen tiền xăng. Còn tiền bảo hiểm tùy ý nè, rồi tiền thuế này nọ, hay là tiền kiểu như là lâu lâu mình còn bảo dưỡng xe của mình nữa, hay là rửa xe gì đó nữa, thì một tháng nếu mà tổng cả tiền xăng này nọ hết vào á, thì rơi tầm khoảng 1.5 đến 2 man. Vậy cộng lại tất cả các mục ở bên trên á, để duy trì được cuộc sống ở quê, đối với mình cần tối thiểu là 11.6 sen 872 yên, thì nó dao động khoảng trong 22 đến 23 triệu.
Bây giờ bên này chi phí khá là mắc, thì giống như các bạn thấy đó, thực tế là nó cũng không rẻ hơn gì so với các thành phố lớn hay gì cả. Hồi trước á, thì mình lên Tokyo chơi và ở nhà bạn, thứ nhất á, là mình thấy nó khá là chật hẹp, thứ hai là mình thấy dáng mà mình rất là ngại các bạn dán nó, nên là ở những cái vùng quê như chỗ mình đó thì nhà khá là sạch sẽ và khá là rộng rãi, thoáng mát. Một căn nhà như thế này Nhi đi kê là hai phòng ngủ, một phòng bếp và nhà tắm, nhà vệ sinh này nọ, thì khoảng 4 người ở là hai vợ chồng và hai đứa con thì rất là thoải mái luôn các bạn. Hiện giờ mình đang sống một mình nên là cái chi phí đó nó bị dội lên, nhưng mà thực tế nếu mà ai sống là một gia đình đó thì tính ra là nó cũng bình thường đó, chứ không phải là quá mắc. Và đối với các bạn thì sao ạ? Một tháng các bạn xài hết bao nhiêu ạ? Nếu mà các bạn xài ít hơn mình hoặc xài hơn nhiều thì các bạn cho mình ít comment ở bên dưới để mình cùng chia sẻ với nhau nha. Và sau đây sẽ là cách mình quản lý chi tiêu như thế nào. Thứ nhất là mình sẽ làm hai thẻ ngân hàng. Một á là usual, là cái usual là từ lúc mà mình mới sang Nhật là mình đã làm cái usual này rồi. Thứ hai á là cái công ty của mình là nhận lương bằng một cái tài khoản khác. Usual của mình á là mình chỉ dùng để mà thanh toán tất cả các loại chi phí mà mình sinh hoạt, ví dụ như tiền điện, tiền nước, tiền ga gì đó, hay là tiền điện thoại gì đó, là mình khi mà có lương á thì mình sẽ rút từ cái tài khoản tiền lương đó và mình bỏ hết vào usual, để khi nào mình thanh toán á thì nó sẽ tự động nó trừ. Khi mà các bạn sang Nhật, các bạn cũng nên thanh toán bằng cách là nhờ bên ga điện nước, người ta rút từ tự rút ha, tự động rút cái số tiền hàng tháng mà mình trừ, thì nó sẽ rất là tiện, không cần phải ra bưu điện hay không cần phải ra combini để mà thanh toán những chi phí đó. Và cái lý do thứ hai vì sao mình lại dùng hai thẻ như vậy, tại vì khi mà mình nhận lương và mình rút, mình bỏ vào cái tài khoản kia, thì có nghĩa là cái tài khoản này, cái tài khoản mà mình nhận lương á, cái số tiền còn lại trong cái tài của mình á, thì mình sẽ để cố định ở đó và mình sẽ không đụng tới, coi như là cái tiền tiết kiệm của mình. Quy định luôn ở trong đầu là có hết ở bên này thì cũng phải cố gắng làm sao chi tiêu cho nó hợp lý, chứ không có được rút từ trong cái thẻ bên này nữa. Cái cách quản lý chi tiêu thứ hai á là mình sẽ mua đồ dùng một hay hoặc là hai cửa hàng cố định thôi, chứ mình không đi mua sắm ở nhiều cửa hàng. Ở khu mình nó có một cái siêu thị gọi là Marumiya. Thì cái siêu thị này các bạn, nó có một cái thẻ, thì khi mà mình bỏ tiền vào trong đó thì là mình dùng cái thẻ đó mình tính tiền, thì nó sẽ được gọi là tích điểm vào trong đó các bạn. Và tiền ăn của mình là mình quy định là một tháng là mình sẽ bỏ 1.5 vào trong đó, và nếu mà trong tháng đó mà mình không sử dụng hết thì nó sẽ để dồn sang tháng sau để mà mình dùng luôn. Nhưng mà cứ tháng nào mình cũng sẽ bỏ 1.5 vào, thì khi mà mình đi mua hàng ở trong đó thì nó sẽ tích điểm, và nếu mà đủ điểm thì nó sẽ tặng cho mình cái phiếu mua hàng trị giá 500 yên các bạn. Và cái phiếu này á thì nói chung là đối với cái tháng đó mình sẽ được lời, mình được ăn thỏa thích hơn một xíu tại vì có 500 yên lận mà. Thứ ba đó là ăn ở nhà hoặc là mua đồ giảm giá ở siêu thị. Tại vì mình ở một mình nên là ngoài cái việc mà tự nấu ăn ra thì những cái lúc mà mình đi làm về thường là khoảng 6-7 giờ hay là 7-8 giờ gì đó, thì mình sẽ ghé vào siêu thị và mua những cái món đồ giảm giá một nửa. Và mình sẽ chỉ luôn cho các bạn là cái phiếu màu đỏ các bạn. Có những bạn mới sang Nhật chưa rõ cái phiếu màu đỏ như thế này nè, và nó sẽ ghi chữ Hankaku là giảm giá một nửa, hay là nhi qua đi dưới sang qua đi là 20% và 30%, các bạn lưu ý nha. Thứ tư đó là mình hạn chế đi 100 yên. Như các bạn cũng biết đó, là một cửa hàng 100 yên ở bên Nhật thì cái gì nó cũng có hàng thứ tỷ, vào trong đấy là mình đi lượn một vòng ra là mình sẽ mua rất là nhiều, nên mình sẽ hạn chế tối đa cái việc mà mình đi mua ở cửa hàng 100 yên. Chỉ thực sự khi nào mà mình cần hoặc là mình hết đồ rồi thì mình mới bắt đầu mình đi 100 yên để mình mua đồ. Và thứ năm cũng giống như tiền ăn của mình đó, thì ở chỗ mình đổ xăng đó thì nó cũng có một cái thẻ, thì tháng nào mình cũng cố định là bỏ 1 mang vào trong đó. Một cái ưu điểm đó là
nếu mà dùng cái thẻ đó để mà thanh toán á, thì tiền xăng nó rẻ được hơn vài yên. Nên là cho dù là xa đi chăng nữa thì mình cũng tranh thủ mình đi đổ xăng ở cái xăng đó. 6. Mình thanh toán tiền nhà, tiền ga, tiền wifi và tiền điện đó là bằng thẻ credit card, là thẻ thanh toán quốc tế. Mình thì mình làm thẻ Rakuten, và như các bạn biết đó là Rakuten nó có rất là nhiều dịch vụ, ví dụ như là thẻ thanh toán quốc tế này, hay là Rakuten để mua đồ này, hay là sim này, hay là wifi này, nói chung nó rất là nhiều. Và khi mà mình dùng thẻ để thanh toán như vậy thì mình sẽ được tích điểm ở trong đó. Mình dùng sim cũng là Rakuten, nên thành ra mình dùng những cái tích điểm đó để mà thay vào đó là mình thanh toán cho cái tiền sim điện thoại của mình. Nên là nhiều khi có những tháng mình không tốn một đồng nào tiền điện thoại hết, tại vì mình đã dùng cái số điểm mà mình tích được để mà mình thanh toán cho nó luôn. Nó rất là tiện các bạn. Và số 7, khi mà mình đã chia ra những cái hạng mục để mà chi tiêu như vậy rồi, tuy nhiên mình vẫn ghi lại những cái số tiền mà mình đã dùng hàng tháng. Mình ghi lại để làm gì? Để mình biết là những cái mục nào mà mình hay chi tiêu, mình có thể xem lại và mình tự điều chỉnh. Nếu mà mình thấy ví dụ như tháng này mình chi tiêu quá nhiều vào cái mục này thì mình sẽ rút kinh nghiệm. Và các bạn biết không, khi mà mình kiểm tra, mình dỡ lại á, thì toàn là thấy đi siêu thị để mà luôn mua đồ ăn không các bạn. Và trên đây là chia sẻ thực tế nhất của mình về sinh hoạt phí. Một tháng sống ở vùng Nhật thì sẽ hết bao nhiêu tiền? Theo mình nghĩ thì nó cũng không quá chênh lệch so với những bạn mà đang sống ở thành phố. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Mình mong là video này sẽ giúp ích cho một số bạn nào đó. Và nếu mà ai đang phân vân muốn chuyển về hoặc là muốn sang Nhật làm việc nhưng mà không biết là chi phí sinh hoạt của bên này nó là bao nhiêu, thì các bạn tham khảo thử cái clip của mình nha. Nếu mà các bạn có những cái kiến thức nào liên quan tới cái việc mà quản lý chi tiêu nó hợp lý hơn của mình á, thì các bạn hãy để bình luận ở bên dưới cho mình tham khảo với nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip lần sau.